dân luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của huyện ủy, ủy ban nhân dân, phòng giáo dục và đào tạo, sự lãnh đạo của các cấp ủy chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể địa phương, đặc biệt cùng với sự nỗ lực của ban giám hiệu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh đã tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023. Để đánh giá lại những mặt đã đạt được và làm được trong năm học 2022-2023, hôm nay trường Trung học Cơ sở Thiệu Công long trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2022-2023. Bạn trường chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Thank you.
đề nghị toàn trường chúng ta nhiệt liệt chúc mừng các bạn học sinh cùng nhau. Và xin cảm ơn các em đã đến với chúng ta. Về địa phương của chúng ta tham gia sinh hoạt công tác đoàn do các anh chị đoàn viên thanh niên của địa phương của xã nhà phụ trách.